trước cái đằng sau. How much? 9 đồng. Bốc đồng. $4 bác. Dạ. This is $4. Yeah. For bag, for bag. Yeah. Okay. You want more? No, I think 10 enough. 10? You sure? Sure. Okay, 10. If not enough, I come back. Right on 10. Yep. Okay. All right. Thank you. Thank you, sir. Go this way, John. This way. Need some help? How many get? We order in the toilet. Summertime. Mua đá về đổ trước nhà. Ten baht. Bây giờ Ly chuẩn bị sẽ dọn dẹp ở trước nhà. Mùa hè sắp tới rồi nè, hoa cỏ rồi bắt đầu nó mọc lên. Mua ống nước về thay, rồi mua mấy cái đá đó đổ ở trước nhà cho nó sạch sẽ. Mua 10 bao đá nè. Thì Ly sẽ đổ cái đá lên mấy cái đất nè. Một cái thùng về để tưới mấy cái bên hông á, mình không có xịt nước được á. Lấy cho cặp bao tay ấy. Đổ 10 bịch gạch này cho ăn khấm này, không biết đủ không. Được ngày trời nắng ấm, mấy tuần trước mưa quá trời mưa luôn, mưa 3 ngày 4 ngày liên tục. Tranh thủ ngày nắng ấm đổ mấy cái gạch. Để không thôi tuần sau mưa nữa. Mười bịch cơ bộ không đủ rồi ha. Thấy có một khúm nhỏ mà cũng hao ghê ta. Chắc làm sao? Để thôi đá nó cũng sẽ chảy ra. Kìa mọi người thấy không? Có
ông á, bữa hổm đi mua 25 đồng về trồng, trời bữa nay nó nở, nở hoa ra quá trời. Mười bịch chỉ được có một tí bên này thôi, phía bên kia phải mua thêm. Cuối cùng cũng làm xong rồi nè các anh chị và các bạn. Bỏ ra nguyên một ngày luôn. Làm ở trước nhà. Đổ đá. Thấy nó sạch sẽ hơn. Còn hai cái chậu này chắc nắng quá, sống không nổi quá. Bên hông không đủ hả? Để bữa nào mua gạch rồi mua thêm hai bọc nữa là đủ rồi. Bốn bọc mà vẫn chưa đủ. Ở bên cái hông nhà hôm nay nắng ấm dữ lắm luôn á, 83 độ. Nguyên cái khu neighbor của Ly ai cũng ra ngoài làm vườn, trang trí lại trước nhà chuẩn bị cho mùa hè đến. Tại vì mùa đông nó lạnh lắm, ai cũng ở trong nhà thôi. Tao không có thích ra ngoài đường lạnh. Cái này bên bên hông nhà đi trồng mấy cái cây li ti nhỏ nhỏ. Vài năm nữa mấy cây hoa này nó nở rồi nó mọc ra, nhìn nó sẽ khác. Thì thích nha đam cho nên trồng toàn là gia đam. Hai cái ống nước, tại cái ống nước bằng vải này nó cứ rách, nó bể hoài cho nên phải thay. Mới mua cái ống nước mới nè. Cái ống này nhỏ nhỏ cho nó nhẹ. Mình phải bỏ cái ron này vô ha. Đây. Mình dặn lên cái đó nó dính vô trong đó cho nó chắc. Giờ được kìa, vô rồi.
Nó không có cần đất, chỉ cần mấy cái cây cỏ này thôi là nó sống rồi. Bữa nào Ly sẽ chiết nó ra nè. Nè các anh chị và các bạn coi nè, nó mọc ra 1, 2, 3, 4 cây nè. Ly sẽ chiết nó ra. Rồi mình treo lên mấy cái mấy chỗ cái hành lang á. Đẹp lắm á. Đây là cái cảnh mà sinh hoạt của những ngày cuối tuần. Ở bên Mỹ thường thường nắng ấm hay ra dọn dẹp nhà cửa. Ly quay xuống chia sẻ cho mọi người xem. Ly cảm ơn các anh chị và các bạn nha, đã xem và luôn ủng hộ Lily ha. Ly chào tạm biệt nha. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn lần sau ha.